Nhà đất Hoàng Vinh xin giới thiệu đến quý bà con những lô đất bán tại tỉnh Kon Tum. Nhà đất Hoàng Vinh xin kính chào các bạn. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với cái phần cuối, gọi là ngắm thành phố Kon Tum qua từ trên cao các bạn nhé. Thì hiện tại chúng tôi đang có mặt tại khu vực phường Trần Hưng Đạo. Đây là một trong những cái phường cuối cùng nằm về phía nam của thành phố Kon Tum. Thì khu vực hết phường Trần Hưng Đạo thì chúng ta sẽ đến với lại xã Hòa Bình. Đến hết xã Hòa Bình là sẽ là khu vực giáp danh với lại huyện Chư Pả của tỉnh Gia Lai các bạn. Thì trước mặt các bạn thì đó là quốc lộ 14, hay còn gọi là đường Hồ Chí Minh. Khi nó đi qua khu vực phường Trần Hưng Đạo thì nó có cái tên là đường Phạm Văn Đồng. Thì quốc lộ rộng 40 mấy mét, có giải phân cách đường một chiều các bạn nhé. Thì đối với lại khu vực phường Trần Hưng Đạo thì cũng mới được hình thành. Khu vực này thì dân cư cũng đang còn là cũng khá là thưa các bạn ạ. Dân cư chủ yếu là tập trung ở hai bên của tuyến quốc lộ là nhiều các bạn nhé. Thì khu vực phường Trần Hưng Đạo quỹ đất còn rất nhiều, cũng rất là thuận lợi cho quý nhà đầu tư chúng ta đầu tư vào khu vực này. Thì hiện tại là giá đất giá đai ở khu vực đây thì nó đang còn khá là mềm các bạn, có thể đầu tư được. Và khu vực phường Trần Hưng Đạo thì chủ yếu là người dân, người Kinh, rất ít người đồng bào dân tộc thiểu số. Đây là một trong những cái điều hết sức thuận lợi. Đây, khu vực cái Bùng Binh này, chúng ở Kon Tum thì gọi là Bùng Binh phường Trần Hưng Đạo, thì nó có cái con đường kết nối lên cái khu vực là khu hành chính của tỉnh, thì nó đi qua cái khu vực cây cầu treo dây văng hết sức là đẹp, cây cầu dây văng các bạn. Thì đường rất là rộng các bạn nhé. Đây là một trong những cái Bùng Binh kết nối hết sức là gọi là quan trọng. Thì tương lai 1-2 năm nữa thì sẽ mở rộng những cái cung đường kết nối từ quốc lộ 14A này sang đến quốc lộ 14B các bạn. Trước mặt các bạn cái con đường đất mà chạy ngang thì là cái con đường tô hiệu. Tương lai sẽ là một con đường được quy hoạch hết sức là rộng. Hiện tại đang là đường đất thôi. Đây các bạn, khu vực này là khu trung tâm của phường Trần Hưng Đạo các bạn. Thì dân cư là cũng phát triển ra các hướng rồi các bạn nhé. Đây, và chạy qua hết cái dãy núi kia là chúng ta sẽ đến với địa phận của tỉnh Gia Lai các bạn. Đây, khu vực trước mặt các bạn đây là cái hồ, cái đập thủy lợi Đắc Yên, nó thuộc xã Hòa Bình, mà tôi đã từng review cho các bạn một số cái mảnh rẫy nó nằm ở khu vực cái đập thủy điện Đắc Yên đấy. Đây, khu vực bên đây là sẽ là cái quốc lộ 14B, và nơi đây thì có cái khu tiểu thủ công nghiệp của xã Hòa Bình, và dân cư cũng khá là đông đúc khi nằm dọc theo hai cái tuyến quốc lộ 14B các bạn. Tại khu vực này chúng ta sẽ hướng lên phía thành phố Kon Tum và chúng ta sẽ nhìn lên phía phường Lê Lợi các bạn ạ. Đây là khu phía nam của thành phố Kon Tum các bạn nhé. Thì dân cư ở khu vực này thì chủ yếu là người ta làm nông nghiệp. Hầu như là hộ nào người ta cũng có những cái đám rẫy, người ta làm cây cao su các bạn, trồng mì, trồng cà phê, nhưng mà chủ yếu là cao su thôi. Cà phê ở khu vực này thì cũng tương đối là ít. Ngoài ra còn có trồng lúa ruộng nữa các bạn. Đặc biệt là cái khu vực bên cái quốc lộ 14B này thì rất nhiều người dân, người ta trồng lúa nước, cả cánh đồng nữa các bạn. Thì khu vực này là có cái nông trường cao su Hòa Bình các bạn nhé. Phía dưới đây có cái nông trường cao su Hòa Bình, cho nên các bạn để ý xung quanh thì người dân người ta trồng cao su rất là nhiều. Đây, khu vực này là trung tâm của phường này. Cái quỹ đất còn rất nhiều các bạn. Chỉ các bạn để ý thì thấy là dân cư thì khá là thưa thôi. Đây, khu vực này thì chúng ta nhìn thẳng thì sẽ hướng về thành phố Kon Tum, trung tâm nội thị. Thì cách khoảng từ khu vực này thì sẽ cách khoảng tầm 2 km là chúng ta sẽ đến với lại nội thị thành phố Kon Tum. Thì từ khi phường Trần Hưng Đạo được tách ra thì đã nâng tầm rất nhiều cái khu vực dân cư ở đây lên. Và giá đất giá đai cũng dần dần được tăng lên khi nó từ xã nó chuyển lên phường các bạn ạ.
Vậy và chúng ta sẽ đi lên để hướng về phía phường Lê Lợi các bạn ạ. Thì qua khoảng vài trăm mét nữa thì chúng ta sẽ đến với phường Lê Lợi và phường Nguyễn Trãi các bạn nhé. Bên tay trái màn hình các bạn sẽ là phường Nguyễn Trãi, còn bên tay phải thì sẽ là phường Lê Lợi các bạn. Khu vực dưới này thì thuộc xã Hòa Bình các bạn nhé. Này các bạn đấy thì thành phố Kon Tum thì được bao bọc xung quanh là bởi những cái dãy núi. Thì thành phố nó nằm trọn giống như kiểu trong một cái thung lũng các bạn ạ. Điều đặc biệt thì thành phố Kon Tum nó có cái dòng sông Đắk Pla La hiền hòa chảy qua. Thì dân cư người ta sẽ tập trung hai bên bờ của dòng sông Đắk Pla La. Ngoài ra thì người ta còn tập trung dọc theo cái tuyến quốc lộ và dọc theo những cái tuyến đường lộ nữa. Đây các bạn đấy thì khu vực ở phường Trần Hưng Đạo và cái phường Lê Lợi nó giáp với lại xã Chư Reng này, đối mặt các bạn là xã Chư Reng. Thì đất nông nghiệp còn rất nhiều, và còn rất nhiều những cái diện tích đất rất thuận lợi cho cái việc đầu tư các bạn. Thì tương lai thì thành phố Kon Tum sẽ được mở rộng ra rất là nhiều, đặc biệt là khu vực này nó đã trở thành phường rồi, thì nó sẽ thu hút được dân cư đổ về đây về lâu về dài các bạn. Này chị các bạn thấy thành phố Kon Tum hết sức là yên bình và thơ mộng các bạn nhé, hết sức là đẹp luôn. Một vài năm gần đây thì thành phố Kon Tum đã thu hút được rất nhiều những cái nhà đầu tư, trong đó có những cái tập đoàn lớn, có những cái công ty bất động sản lớn về đây đầu tư các bạn ạ. Và đặc biệt hơn nữa thì cái sự gọi là quy hoạch đô thị ngày càng tốt của chính quyền địa phương thì đã giúp mà nâng tầm rất nhiều cái thành phố Kon Tum lên, xứng tầm để trở thành một trong những cái thành phố đẹp đẽ nhất tại khu vực Tây Nguyên các bạn về tương lai sau này. Thì trước kia thì thành phố Kon Tum thì nó cũng khá là gọi là nhỏ thôi các bạn. Tuy nhiên về sau này thì các bạn đấy 1-2 năm gần đây thì được mở rộng ra rất là nhiều, đặc biệt là những cái cung đường mới, những cây cầu bắc qua cái dòng sông Đắk Pla La nữa. Đây là những gọi là những cú hích, những cái động lực gọi là rất là mạnh mẽ cho cái sự phát triển, đặc biệt là sự quy hoạch dân cư. Thì theo cái đề án quy hoạch và cái đề án đô thị ấy, thì tương lai xã Vinh Quang và xã Đắk Cấm thì sẽ được quy hoạch lên cấp phường và quy hoạch rất nhiều những cái đô thị mới ở xung quanh cái dòng sông Đắk Pla La. Thì đây là một trong những cái điều kiện rất thuận lợi cho quý anh chị em các bạn trên mọi miền Tổ quốc chúng ta có cái hướng đầu tư khi chúng ta đầu tư vào khu vực thành phố Kon Tum các bạn. Và thành phố Kon Tum nó cũng là cái vùng kinh tế động lực của tỉnh Kon Tum luôn. Theo cái nghị quyết của tỉnh thì nó là một trong cái vùng động lực phát triển rất là mạnh cho cái tỉnh Kon Tum. Nó trung tâm hành chính, trung tâm chính trị, đầu não của tỉnh Kon Tum các bạn. Thì trong các tỉnh Tây Nguyên thì theo tôi thấy thì chỉ có duy nhất là tỉnh Kon Tum, thành phố Kon Tum nó có hai cái tuyến đường tránh qua thành phố các bạn. Hai cái tuyến đường tránh này thực sự nó là những cái cú đấm thép giúp cho cái vùng ven của thành phố Kon Tum nó phát triển lên các bạn. Ngày xưa Kon Tum nó lạc hậu, nó kém phát triển là bởi vì do giao thông nó cách trở giữa các cái khu vực, bởi vì nó ngăn cách bởi cái dòng sông Đắk Pla La. Từ khi có con đường tránh đông và chuẩn bị sắp tới đây sẽ có cái con đường tránh tây được xây dựng lên, thì nó sẽ nối thêm, có thêm hai cây cầu nữa bắc qua cái dòng sông Đắk Pla La. Thì tổng cộng Kon Tum đã có cho mình 7 cái cây cầu bắc qua cái sông Đắk Pla La, nguyên trong cái khu vực nội thị thành phố Kon Tum các bạn. Thì phải nói đây là một trong những điều phải nói cực kỳ gọi là giúp cho thành phố nó có cái điều kiện nó phát triển các bạn. Thì với cái tiềm năng như vậy thì quý anh chị em các bạn trên mọi miền Tổ quốc chúng ta có thể gọi là có cái phương hướng, có cái định hướng đầu tư cho mình cho nó hợp lý các bạn. Khi các bạn đầu tư vào thành phố Kon Tum thì chắc chắn là cái tài sản của các bạn sẽ được nhân lên rất là nhanh, bởi vì do hiện nay tại thành phố Kon Tum
thì đất đai đang còn khá là, gọi là khá là được, các bạn có thể đầu tư được các bạn ạ. Và giá cả đất đai ở thành phố Kon Tum thì tăng lên rất là nhanh. Đấy, thì hôm nay chúng tôi cũng xin review một cái đoạn ngắn như vậy cho các bạn nắm thêm một số cái tình hình về thành phố Kon Tum. Đồng thời chúng ta cũng gọi là ngắm thành phố Kon Tum qua cái hình ảnh flycam. Cũng xin trân trọng cảm ơn cái sự theo dõi, ủng hộ của quý anh chị em các bạn trên mọi miền Tổ quốc. Hy vọng là trong 1-2 ngày tới nữa chúng ta kết thúc cái năm 2021, sang năm 2022 thì cái tín hiệu đất đai nó sẽ được gọi là khởi sắc hơn, và các bạn sẽ có nhiều cái niềm đam mê yêu thích hơn với lại thành phố Kon Tum nói riêng, và đối với tỉnh Kon Tum nói chung các bạn ạ, sẽ thu hút được quý anh chị em các bạn đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh, từ các tỉnh như Bình Dương, Bình Phước, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Nam, vân vân về đây để đầu tư các bạn. Tôi xin kính chào mọi người.